Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm sữa chua dẻo mix hoa quả. Hy vọng là với cách làm này thì sau khi các bạn làm xong, các bạn sẽ có được những miếng chua dẻo, những miếng sữa chua dẻo rất là thơm ngon, và nó sẽ có những cái vị mới lạ, thú vị, hấp dẫn hơn. Và nguyên liệu mình sử dụng để làm sữa chua dẻo hoa quả thì gồm có 2 bịch sữa tươi không đường như thế này, 1 nửa lon sữa đặc, 1 hộp sữa chua không đường, 10g bột gelatin và hoa quả. Hoa quả này thì các bạn có thể sử dụng tùy theo sở thích của các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện sữa chua dẻo hoa quả này nhé. Bột gelatin thì mình sẽ cho ra một cái bát to và cho nước vào đây để ngâm nở phần gelatin. Mình sẽ ngâm chừng khoảng 10 phút. Tiếp tục mình sẽ cho vào nồi 300ml nước lọc. Sau đó sẽ cho sữa đặc vào đây. Bây giờ mình sẽ đun cái nồi sữa đặc này lên nhé. Mình sẽ đun sôi phần sữa này lên nha các bạn. Sau khi sữa sôi thì mình sẽ tắt bếp đi. Các bạn tắt bếp đi, cho nồi sữa của mình ra, sau đó thì sẽ cho cái phần gelatin mình đã ngâm nở vào đây nhé. Các bạn khuấy cho phần gelatin của mình nó tan hết ra. Gelatin cho vào trong cái phần sữa nóng nó rất là nhanh tan. Bây giờ thì các bạn sẽ lần lượt cho những cái gói sữa tươi của mình vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ chờ cho cái hỗn hợp sữa này của mình nó nguội bớt đi, chỉ còn hơi ấm ấm thôi, thì cái đó các bạn sẽ cho cái phần sữa không đường vào nhé. Với phần sữa chua không đường để mình làm sữa chua cái này thì các bạn nên để ra bên ngoài tủ lạnh cho nó hết hoàn toàn lạnh đi nhé. Nếu như mà các bạn để cái sữa chua này của mình nó vẫn còn lạnh mà mình cho vào cái sữa ấm này thì nó sẽ làm cho cái men sữa chua của mình nó bị chết đấy. Sau khi sữa đã nguội rồi, chỉ còn khoảng 5-60 độ thôi các bạn ạ, thì mình sẽ cho cái sữa chua không đường của mình vào. Mình sẽ cho từ từ vào và khuấy tan nhé. Khuấy đều cái sữa của mình đi. Sau khi đã cho sữa chua không đường vào rồi thì bây giờ các bạn cũng sẽ đem cái hỗn hợp sữa này của mình đi ủ khoảng 8 cho đến 10 tiếng. Các bạn ủ bằng nước ấm, ủ bình thường giống như là mình vẫn ủ sữa chua uống nhé. Còn với phần hoa quả này thì các bạn sẽ gọt vỏ này, mình gọt vỏ. Sau đó thì mình cắt những cái miếng nho nhỏ vừa ăn để các bạn sẽ cho vào. Sau khi mà sữa chua của mình ủ xong thì mình sẽ cho vào trong cái phần sữa chua nhé. Cam này các bạn bóc múi, sau đó thì sẽ bóc hết cái lớp màng bên ngoài múi nhé. Các bạn sẽ tách múi ra, sau đó thì mình sẽ bóc hết cái vỏ ngoài. Các bạn có thể sử dụng những cái trái khác như là kiwi hay là dâu tây hay là chuối, rất là nhiều những cái loại hoa quả. Xoài thì các bạn cũng sẽ gọt vỏ, sau đó thì mình sẽ cắt những miếng nhỏ nhé. Các bạn có thể cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này.
Dưa hấu mình cũng sẽ cắt miếng nhỏ ra. Tất cả các loại quả này thì các bạn sẽ đều cắt nhỏ ra như này nhé. Phần hoa quả là mình đã cắt xong rồi. Và phần sữa chua của mình thì sau 8 tiếng mình ủ, sữa chua cũng đã rất là mịn và thơm. Các bạn thấy sữa chua của mình rất là mịn này. Nó đặc, nó mịn, rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ chỉ việc xếp trái cây vào khay, sau đó thì đổ cái phần sữa chua này vào nhé các bạn. Các bạn có thể đổ sữa chua vào những cái khuôn hay là những cái âu như thế này nhé. Mình sẽ đổ sữa chua một lượng vừa phải vào trong cái phần âu của mình như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần hoa quả vào. Các bạn sẽ cho lần lượt những cái loại hoa quả của mình vào đây nhé. Các bạn cứ lần lượt cho hết tất cả các cái loại trái cây mà các bạn yêu thích vào. Sau khi đã cho hết tất cả các loại trái cây vào phần sữa chua này rồi thì bây giờ các bạn sẽ chỉ việc đưa cái âu sữa chua này của mình cất ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Chờ tới khi sữa chua của mình nó đông đặc lại thì các bạn có thể lấy ra để mình thưởng thức đấy. Bây giờ thì mình sẽ bỏ phần sữa chua này vào trong ngăn mát của tủ lạnh nhé. Phần sữa chua hoa quả của mình sau khi mình bỏ vào trong tủ khoảng từ 5 cho đến 6 giờ thì sữa chua đã rất là đặc lại. Các bạn thấy nó đặc cứng lại luôn này. Nếu các bạn thích ăn nó hơi cứng giống như kem thì các bạn sẽ cho vào tủ đá. Còn nếu như mà các bạn thích ăn mềm thì các bạn sẽ cho vào ngăn mát là nó cũng sẽ đông lại nhé. Sau khi sữa chua đã đông lại thì các bạn sẽ chỉ việc lấy ra các bạn cắt miếng để mình thưởng thức nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sữa chua này ra và cắt thành những cái miếng vừa ăn. Các bạn có thể thấy miếng sữa chua của mình này với phần hoa quả rất là thơm ngon. Các bạn có thể cắt sữa chua thành những cái miếng như này mình ăn cho nó dễ. Nhìn rất là hấp dẫn phải không nào các bạn? Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Đảm bảo cực kỳ là thơm ngon đấy. Những miếng sữa chua dẻo mềm kết hợp cùng với các vị trái cây rất là thú vị. Chúc các bạn làm thành công và sẽ có một cái món sữa chua hoa quả thơm ngon như thế này để thưởng thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Món ngon gia đình xin chào toàn thể các bạn. Trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách đánh kem từ cà phê hòa tan. Với cái phần kem mình đánh từ cà phê này thì các bạn có thể sử dụng để mình uống cùng với cà phê này, hoặc là các bạn ăn cùng với những cái loại trái cây, hoa quả hay là những cái thức uống khác sẽ rất là ngon và rất là thú vị đấy. Và cái cách đánh kem này thì cực kỳ dễ, nguyên liệu cũng đơn giản, không khó một chút nào cả. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình tìm hiểu về cái cách đánh kem từ cà phê này nhé. Và nguyên liệu mình sử dụng để đánh kem cà phê thì sẽ cần phải có cà phê. Ở đây thì mình sử dụng cà phê đen nha các bạn, cà phê hòa tan và là cà phê đen. Nguyên liệu tiếp theo là đường. Ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 50g đường. Cái phần đường này thì cũng sẽ tùy theo khẩu vị của các bạn ăn được ngọt nhiều hay không nhé.
Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào để thực hiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi pha cà phê. Ở đây thì mình sẽ pha một gói thôi. Mình sẽ cho vào trong một cái ca như này. Sau đó thì mình sẽ chế vào đây khoảng 150ml nước nhé. Các bạn chỉ cần cho vào khoảng 50ml nước thôi cũng được. Mình đánh ít thôi các bạn ạ.